Mô Buddhaya, đây là chương trình Phật Pháp Bú Đa Thâm Ma trên Vô Thoát, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè. Việt Nam từ 8 đến 10 giờ, PM tối, Houston từ 8 đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính xin kính thỉnh sư phụ Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự. Thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện vô loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm vì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, chúng con xin cảm ơn sư phụ Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu dẫn nhập chương trình bài học hôm nay. Con kính thỉnh sư bá Tệ Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi tưởng là hôm nay sẽ không có vào room được rồi, vì cái wifi của chúng tôi, cái đường nét nó khi có khi không, khi có khi không. Chúng tôi phải thoát ra, chúng tôi kết nối lại cùng kịp thời gian. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay trong cái bài kinh này, nó có liên quan đến vấn đề chế định luật. Nguyên do khởi đầu là tỳ khưu Phát Đà Lý không có chấp nhận học giới và Đức Thế Tôn đã chế định, trong khi các vị tỳ khưu khác thì đã thọ trì. Ít lâu sau thì tỳ khưu Phát Đà Lý được các vị tỳ kheo
khuyên khích, khuyên bảo, vì đó mới đến sám hối với Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật về nhiều vấn đề. Và Đức Phật Ngài đã rất kiên nhẫn để Ngài trả lời những cái câu hỏi đó. Đặc biệt là nó có liên quan đến lực ở chỗ Đức Phật Ngài nói với Thị Khưu Phát Đại Lý: bậc đạo sư, cho đến bao giờ mà ở trong tâm chúng chưa có hiện khởi những cái tệ lậu? Ở đây chữ A Sô Tha Ni Gia Tham Ma là những cái điều tệ lậu, chứ không phải là ở trong bản dịch thì gọi là những cái pháp hữu lậu thì nó rộng quá, nhưng mà xài trong kinh điển thì nó là những điều tệ lậu, những cái điều xấu. Thì khi mà chưa có xuất hiện như vậy thì bậc đạo sư chưa có chế định cái học giới Sikkhapadampanya Vệ Thí cho các vị đệ tử. Rồi Đức Phật nêu rõ có 5 trường hợp mà các cái tệ lậu nó khởi lên trong tăng chúng. Ở trong 5 trường hợp này thì nó hơi khác trong lục tạng chút xíu. Ở đây sanh khô, giết thô, chất khô, sanh khô ma tăng bát tô hồ hồ tí, tức là đạt được cái sự lớn mạnh, tăng chúng đạt được cái sự lớn mạnh. Thì không biết lớn mạnh cái gì, nhưng mà ở trong luật tạng cái chỗ này gọi là Vê Pô Lá Ma Hát Tăng Pá Tô Hồ Tí, đạt được lớn mạnh về số lượng. Còn về điều thứ ba, điều thứ hai, Sang Khô La Phát Găng Ma Hát Tăng Pá Tô Hồ Tí, đạt được cái sự lớn mạnh về cái lời lọc. Thì ở trong luật tạng cũng có điều này. Rồi Ba Hồ Sách Chăng Bát Tô Hồ Tí, đạt được lớn mạnh về cái sự học nhiều hiểu rộng. Ở đây xài chữ đa văn cho cái chữ, dịch cái chữ này thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ bị hiểu lầm. Cho nên khi mà chúng tôi dạy luật tạng đó, thì cái chỗ này chúng tôi phân tích kỹ, là các vị tỳ kheo đem cái sở học ở bên ngoài đó đi vào ở trong tăng chúng. Thí dụ như thời nay bàn về vấn đề chính trị thế giới hay là kinh tế thế giới, hoặc là về triết học Đông Tây Kim Cổ vân vân, những cái thứ đó mà đem vào trong tăng chúng mà không có đem kinh điển Phật tôn ra mà nói, mà bàn về cái chuyện đó thì phát sanh lên tệ lậu. Rất tình như tăng và tổ tí, là đạt được cái sự, ở đây Ngài dịch là cái địa vị kỳ cựu, nhưng mà thực ra thì có nghĩa là cho đến khi nào mà các vị tỳ kheo ở trong tăng chúng đến cái thâm niên, tức là cao hạ đó, hồi cái khoảng thời gian 13 năm đầu thì mỗi vị tỳ kheo cao nhất là cũng chỉ mới 13 hạ thôi, cho nên các vị đó còn rất là cẩn trọng trong cái sự. Mãi cho đến 20 năm sau đó thì các vị đó mới bắt đầu gọi là đạt được cái sự, có cái sự thâm niên về tuổi hạ. Rồi phàm phu nữa, cho nên phàm phu khi mà
tuổi hạ hạ lạc cao đó thì bắt đầu sinh ra tệ lậu. Thì có bốn điều đó thì ở trong lục tạng có, nhưng mà gia sắc găng và tô thì tức là đạt được danh tiếng thì trong trường hợp này cũng nghe cũng có lý. Ở trong tạng kinh thì đề cập đến điều này, nhưng mà ở trong lục tạng thì ngài tôn giả Úc Lý khi mà kết tập tâm tạng thì ngài cũng có nhắc đến cái chỗ này. Cái chỗ đó là cái chỗ mà có sự khác biệt giữa kinh tạng và lục tạng chút. Thì nó có bốn hoặc là năm cái nguyên nhân khiến cho các tệ lậu nó phát sinh trong tâm chúng. Thì lúc đó Bậc Đạo Sư mới chế định cái giới luật. Cho nên những cái điều giới mà Đức Phật đã chế định thì những vị tỳ kheo nào mà có cái niềm tin và có cái chí hướng tu tập để giải thoát thì vị đó sẽ tuân thủ theo giới luật. Còn nếu như mà những vị mà tỏ ra yếu kém, không có thực hành được thì vị đó sẽ không bao giờ sống biển ly được, không bao giờ vị đó đắc được thiền định, đắc được đạo quả, do vì không có học học giới. Đó là những cái điều mà chúng tôi xin vừa để đính chính, vừa để đính chính về cái mạch văn cũng như ý nghĩa, mà vừa là để gợi ý cho vị giảng sư trong ngày hôm nay Thượng Tọa Pháp Đăng cứ theo cái nội dung đó để chúng ta triển khai rộng rãi. Bây giờ thì xin kính thỉnh sư Nguyên Thông đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tuân lĩnh sư bá đọc bài kinh hôm nay. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Mahasiddhi Nikaya, dịch giả và Thượng Thích Tích Châu, phân đoạn dịch chú thích do tỳ kheo Giác Đẳng, bài 65 kinh Phada Lý Sutta, phân đoạn 309 đến 315 sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Tên bài kinh lấy từ tỳ kheo Phá Đa Lý nhân vật, mà có những nội dung xoay quanh bài kinh này rất khó dịch, không phải do nghĩa lý mà do văn phong. Những lời khiển trách của Đức Từ Phụ hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi, từ tâm bi mẫn của Ngài. Phá Đa Lý là một vị tỳ kheo tốt nghiệp, luôn cảm thấy sự ăn uống quan trọng. Khi Đức Phật khuyến khích tỳ kheo sống với hạnh nhất tọa thực thì vị này trình bày là không thể thực hành được. Suốt 3 tháng sau đó, Phá Đa Lý tránh không gặp Đức Phật, rồi cuối cùng vị này đến sám hối và nhận huấn thị từ Bậc Đạo Sư 309. Đức Phật khuyến khích chư tỳ kheo sống hạnh nhất tọa thực, gọi là khuyến khích vì nhất tọa thực không phải là học giới. Giới luật cho phép tỳ kheo ăn trong khung thời gian quy định, nhưng có thể ăn nhiều lần trong thời gian đó. Nhất tọa thực là hạnh chỉ ăn một lần, khi đã rời chỗ ngồi không ăn nữa. Kinh văn như vậy: tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại Savatthi Chevana, tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ta ăn chỉ ngồi một lần Ekasanapho Chana. Này các tỳ kheo, do ta ăn chỉ ngồi một lần, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Này các tỳ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. Này các tỳ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần, và các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng và có sức lạc trú. 310. Thái độ của tỳ kheo Phát Đa Lý trước lời dạy của Đức Phật. Kinh văn: khi được nói như vậy, tôn giả Phát Đa Lý bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con không có thể ăn chỉ ngồi một lần. Bạch Thế Tôn, nếu con ăn chỉ ngồi một lần thì con cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận. Và này Phá Đa Lý, khi nào ông được mời, hãy ăn tại chỗ một phần ăn, rồi đem về một phần ăn để ăn sau. Như vậy này Phá Đa Lý, ông có thể ăn như vậy và sống qua ngày không? Như vậy Bạch Thế Tôn, con cũng không có thể ăn được. Bạch Thế Tôn, nếu con có thể ăn như vậy, con vẫn cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận. Rồi tôn giả Phá Đa Lý, trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới,
đã được Thế Tôn chế định, tuyên bố sự bất lực của mình, rồi Tôn giả Phất Đá Lý trong 3 tháng tròn không diễn kiến Thế Tôn vì không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. 3.11 sám hối khi biết lỗi. Được chư tỳ kheo pháp lưỡi khuyên nhắc Phất Đá Lý đến sám hối với Thế Tôn. Kinh văn: sau một thời gian, một số đông tỳ kheo đang làm y cho Thế Tôn Chivarakamma và nói rằng: sau khi làm y xong, sau 3 tháng này Thế Tôn sẽ du hành, rồi Tôn giả Phất Đá Lý đến tại chỗ các vị tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo ấy những lời chào hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Những tỳ kheo ấy nói với Tôn giả Phất Đá Lý đang ngồi một bên rằng: này hiền giả Phất Đá Lý, tấm y này đang được làm cho Thế Tôn sau khi làm y xong, sau 3 tháng này Thế Tôn sẽ du hành. Hiền giả Phất Đá Lý, hãy khéo tư niệm đến những điều đặc biệt này, Đê Sát Căn, chớ để về sau lại càng khó khăn hơn cho hiền giả. Thưa vâng chư hiền. Tôn giả Phất Đá Lý đáp: vâng đáp. Các tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Phất Đá Lý bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con, lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Phất Đá Lý, thật là một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. 3.12 Quấn thị của Đức Phật. Ngài nêu lên một trường hợp dù không bao giờ xảy ra, nói về tâm nhu thuận của những đệ tử trưởng thành trong giáo pháp. Kinh văn: này Phất Đá Lý, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Thế Tôn trú tại Savatthi, Thế Tôn đã biết ta như sau: tỷ kheo Phất Đá Lý không thực hành trọn vẹn học giới giáo pháp của bậc đạo sư. Này Phất Đá Lý, trong thời gian ấy ông không ý thức được như vậy. Này Phất Đá Lý, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Một số đông tỳ kheo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi, các vị ấy sẽ biết ta như sau: tỷ kheo tên Phất Đá Lý không có thực hành trọn vẹn học giới của giáo pháp của bậc đạo sư. Này Phất Đá Lý, trong thời ấy ông không ý thức được như vậy. Này Phất Đá Lý, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Một số đông tỳ kheo ni đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi, các vị ấy sẽ biết ta như sau, như trên, vân vân. Một số đông nam cư sĩ trú ở Savatthi sẽ biết ta như sau, vân vân, như trên. Một số đông nữ cư sĩ trú ở Savatthi sẽ biết ta như sau, vân vân. Tỷ kheo tên Phất Đá Lý không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Này Phất Đá Lý, trong thời ấy ông không ý thức được như vậy. Này Phất Đá Lý, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Một số đông sa môn bà la môn ngoại đạo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi, các vị ấy sẽ biết ta như sau: tỷ kheo tên Phất Đá Lý là đệ tử của sa môn Gotama, một bậc thượng tọa không có thực hành trọn vẹn học giới giáo pháp mà bậc đạo sư giảng dạy. Này Phất Đá Lý, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Phất Đá Lý, thật sự là một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được ta chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. Này Phất Đá Lý, ông nghĩ thế nào? Ở đây có tỳ kheo câu phần giải thoát, ta nói với vị như sau: này tỳ kheo, hãy đến và tự làm cầu cho ta qua khỏi đám bùn. Vị ấy tự làm cầu hay là tránh né thân chỗ khác, hay là nói không? Không phải vậy, bạch Thế Tôn. Này Phất Đá Lý, ông nghĩ thế nào? Ở đây có vị tỳ kheo tuệ giải thoát, thân chứng kiến trí, tính thắng giải, tùy pháp hành
thành tùy tính. Ta nói vì vị ấy như sau: này tỳ kheo, hãy đến và tự làm cầu cho ta qua khỏi đám bùn. Vị ấy tự đến làm cầu, hay tránh né thân chỗ khác, hay nói không: không phải vậy, bạch Thế Tôn. Này Phá Đa Lý, ông nghĩ thế nào? Này Phá Đa Lý, trong thời gian ấy, ông có phải là câu phần giải thoát, hay tuệ giải thoát, hay thân chứng, hay kiến trí, hay tính thắng giải, hay tùy pháp hành, hay tùy tính hành? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Phá Đa Lý, có phải trong thời gian ấy, ông trống không, rỗng không, phạm lỗi? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỷ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Phá Đa Lý, thật sự là một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được ta chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. Này Phá Đa Lý, nếu ông sau khi nhận thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp tiết lộ, chúng ta sẽ chấp nhận cho ông, vì rằng này Phá Đa Lý, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất tai sau khi nhận thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai. Thái độ học hỏi có liên quan đến sự thực hành. Kinh văn ở đây: này Phá Đa Lý, có tỳ kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư, vị ấy suy nghĩ ra sao? Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm, và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc đạo sư quở trách các vị đồng phạm mạnh có trí. Sau khi quán sát quở trách, chư thiên quở trách, tự mình quở trách, vị này bị bậc đạo sư quở trách, bị các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Phá Đa Lý, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Nhưng ở đây, này Phá Đa Lý, có tỳ kheo thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư, vị ấy suy nghĩ như sau: ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm, và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc đạo sư không quở trách các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở trách, chư thiên không quở trách, tự mình không quở trách mình. Vị này không bị đạo sư quở trách, không bị các đồng phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Phá Đa Lý, là vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc ba ly dục sanh, có tầm có tứ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Phá Đa Lý, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Và lại nữa, này Phá Đa Lý, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Phá Đa Lý, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Và lại nữa, này Phá Đa Lý, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự thọ lạc mà bậc thánh gọi là xả niệm, lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Phá Đa Lý, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Lại nữa, này Phá Đa Lý, tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Phá Đa Lý, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư.
với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạnh minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống trong quá khứ cùng các nét đại cương và chi tiết. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy này phải đầy lý là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Vị ấy với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm, hướng tâm đến tuệ, đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh, vị ấy biết rằng, dễ biết rõ ràng rằng chúng sanh là người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy này phải đa lý là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Vị ấy với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm, hướng tâm đến lộ tận trí. Vị ấy biết như thật, đây khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, như vậy tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi tâm lên sự hiểu biết là ta đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy này phải đại lý là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. 313. Tăng chúng và những cá nhân, các tăng sĩ, từ lời giải của Đức Phật, tỳ kheo Phát Đa Lý hỏi thêm về giới luật, kinh văn. Được nghe như vậy, tôn giả Phát Đa Lý bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên, do nhân gì, do duyên gì, ở đây chúng tăng luôn luôn kết tội tỳ kheo? Bạch Thế Tôn: Lại do nhân gì, do duyên gì, ở đây chúng tăng không luôn luôn kết tội tỳ kheo như vậy? Này Phật Đa Lý, ở đây có tỳ kheo thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Sau khi bị các tỳ kheo nói, tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Ở đây này Phá Đa Lý, các tỳ kheo nghĩ như sau: Này chư hiền, tỳ kheo này thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan nghỉ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo này, chớ có giải tội ấy một cách mau chóng. Như vậy này Phá Đa Lý, các tỷ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo ấy, không giải tội vị ấy một cách mau chóng. Nhưng ở đây này Phá Đa Lý, lại có tỷ kheo thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỷ kheo nói, không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng hoan hỷ. Ở đây này Phá Đa Lý, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: Này chư hiền, tỳ kheo này thường hay phạm giới tội, phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận hay bất mãn, xử sự chân chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để tăng hoan hỷ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo này, hãy giải tội ấy một cách mau chóng. Như vậy này Phá Đa Lý, các tỷ kheo ấy sau khi điều tra nhiều lần tỷ kheo ấy giải tội một cách mau chóng. Ở đây để Phát Đa Lý, có tỳ kheo không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác,
hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có tự lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hỷ ở đây. Này Phát Đa Lý, các tỳ kheo nghĩ như sau: này chư hiền, tỳ kheo này không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội khi bị các tỳ kheo nói. Tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có tự lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hỷ tốt lành thai. Nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần, tỳ kheo này chớ có giải tội một cách nhanh chóng như vậy. Vị này, này Phát Đa Lý, các tỳ kheo sau khi điều tra nhiều lần, tỳ kheo ấy không giải tội ấy một cách nhanh chóng. Nhưng ở đây này Phát Đa Lý, lại có tỳ kheo không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội khi bị các tỳ kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hỷ ở đây. Này Phát Đa Lý, các tỳ kheo ấy nghĩ như sau: chư hiền, tỳ kheo này không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội khi bị các tỳ kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hỷ tốt lành thai. Nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần, tỳ kheo này hãy giải tội một cách mau chóng. Như vậy này Phá Đa Lý, các tỳ kheo sau khi điều tra nhiều lần, tỳ kheo ấy giải tội một cách nhanh chóng. Ở đây này Phá Đa Lý, có tỳ kheo còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây này Phá Đa Lý, các tỳ kheo suy nghĩ sao: chư hiền, tỳ kheo này còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội, tỳ kheo này thời chút ít lòng tin, chút lòng thương của vị ấy sẽ đi đến đoạn diệt. Vậy chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy đoạn diệt. Ví như này Phá Đa Lý, một người chỉ có một mắt, các thân hữu bà con quyết thống bảo vệ con mắt còn lại và suy nghĩ như sau: chớ để cho con mắt còn lại này bị đoạn diệt. Cũng vậy này Phá Đa Lý, ở đây tỳ kheo còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây này Phá Đa Lý, các tỳ kheo ấy suy nghĩ như sau: chư hiền, tỳ kheo này còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay tội vị tỳ kheo này, thời chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy sẽ đi đến đoạn diệt. Vậy chúng ta hãy đừng để cho chút lòng tin, chút lòng thương ấy của vị ấy bị đoạn diệt. Này Phá Đa Lý, do nhân này, do duyên này, ở đây chúng ta luôn luôn kết tội tỳ kheo. Do nhân này, do duyên này, ở đây chúng ta không luôn luôn kết tội tỳ kheo. 314. Tại sao thời ban sơ hưng thịnh của giáo pháp lại ít có giới luật? Kinh văn bạch Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa các học giới tuy ít hơn, nhưng các tỳ kheo đã ngộ nhập chánh trí nhiều hơn. Bạch Thế Tôn: lẽ do nhân gì, do duyên gì, ngày nay các học giới nhiều hơn, nhưng các tỳ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này Phá Đa Lý, khi các loài hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp bị diệt mất, thời các học giới có nhiều hơn và các vị tỳ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này Phát Đa Lý, khi nào một số hữu lậu pháp Asavak Thani Giá Thầm Má chưa hiện khởi trong tăng chúng, cái bậc đạo sư vẫn không chế định một học giới cho các đệ tử. Này Phát Đa Lý, ở đây chỉ khi nào một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng, chỉ khi ấy bậc đạo sư mới chế định một học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Phát Đa Lý, ở đây khi nào tăng chúng chưa lớn mạnh, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng. Và này Phát Đa Lý, chỉ khi nào tăng chúng đã được lớn mạnh, thời ở đây một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng, khi ấy bậc đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại những pháp hữu lậu ấy. Này Phát Đa Lý, ở đây khi nào tăng chúng chưa đạt được quyền lợi tối thượng, chưa đạt được danh xưng tối thượng, chưa đạt được đa văn, chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng. Và này Phá Đa Lý, ở đây
chỉ khi nào tăng chúng đã đạt được địa vị kỳ cựu thời ở đây, một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng, khi ấy bậc đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị các pháp hữu lậu ấy. 315. Người đáng quý là người có tu dưỡng. Đức Phật luôn khen ngợi những người có tự chế và tu dưỡng kinh văn này phải đa lý. Các ông còn số ít. Khi ta giảng cho các ông một ví dụ lương chủng mã, lương chủng mã này phải đa lý, ông có nhớ không, bạch Thế Tôn không? Ở đây này phải đa lý, do nhân gì ông xem sự việc xảy ra như vậy? Bạch Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Này Pháp Đế Lý, không phải chỉ có một nhân như vậy, chỉ có một duyên như vậy, vì rằng trong một thời gian khá dài, này Pháp Đế Lý, ta biết tâm ông với tâm của ta, và ta biết rằng khi ta thuyết pháp, kẻ ngu si này không để tâm, không có tác ý, không dùng nhất thiết tâm để tư niệm, không có nghe pháp, với hai tai sẵn sàng. Và này Phật Đa Lý, ta sẽ giảng cho ông pháp môn ví dụ lương chủng mã, hãy nghe và suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Phật Đa Lý vân đáp Thế Tôn, và Thế Tôn giảng như sau. Này Phật Đa Lý, duy như một người điều mã sư thiện xảo có nhận được một con lương mã hiền thiện, trước hết phải huấn luyện con ngựa ấy cho quen với dây cương. Trong khi huấn luyện nó quen với dây cương, nếu nó có vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự huấn luyện trước kia, chưa làm con ngựa ấy do sự huấn luyện thường tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Phật Đa Lý, khi có lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại huấn luyện thêm cho con ngựa ấy cho quen với yên ngựa. Khi huấn luyện nó quen với yên ngựa, nếu nó vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự huấn luyện trước đây, chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên nên do sự huấn luyện tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Phật Đa Lý, khi có lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục đã thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại huấn luyện theo con ngựa ấy cho quen với sự diễu hành, đi vòng quanh, đi đầu móng chân, chạy, phi hí, các trò vương giả, vương lực, tối thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành. Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành, nếu nó có vùng vẫy, nhảy chổm hay nhảy ngược, chống cự vì chưa quen huấn luyện trước đây, chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Phật Đa Lý, khi con lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại tiếp tục thêm cho con người ấy về phần sắc đẹp và trang sức. Này Phật Đa Lý, con lương mã hiền thiện được thành tựu 10 đặc tánh này, trở nên xứng đáng cho bậc vua chúa, trở thành vật báo của vua, được liệt vào một ấn tướng của vua. Cũng vậy Phật Đa Lý, một tỷ kheo thành tựu được 10 pháp, trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là 10 ở đây? Này Phật Đa Lý, tỷ kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. Này Phật Đa Lý, tỷ kheo thành tựu 10 pháp này trở thành được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Phật Đa Lý hoan hỷ tinh thọ lời Thế Tôn giảng dạy. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Kính thưa Thượng tọa Pháp Đăng, con cung thỉnh Thượng tọa Từ Bi giảng giải bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng cầm mic, và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, và con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng kính lễ quý Thượng tọa.
giảng sư chư Tôn Đức Tăng với tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Thì bài kinh hôm nay thì nó rất là dài, dài về cái bài kinh và cái cách mà cái vị tỳ khưu này và các vị tỳ khưu khuyên lơn. Thì quý vị thấy rằng có một cái vị tu sĩ là vị này là Phật Đắc Lý. Thì quý vị nghe biết rằng vị này cũng đã tu tập ở trong chùa mình gọi là xuất gia cũng lâu. Cũng được Đức Phật nói là cũng lâu, có nghĩa là chúng ta phải nói rằng từ 5-6 năm trở lên. Nhưng mà khi Đức Phật ngày ban hành cái học giới ngồi ăn một lần để ngăn ngừa những cái tâm tham và để tiết chế, thì cái vị tỳ khưu này cảm thấy rây rứt hận. Khi mà nói như vậy thì quý vị biết rằng đồ ăn thì người ta dâng cúng nhiều. Bây giờ không cho ăn thì mình thấy mình rất là khó chịu như vậy đó. Chúng ta có thể hiểu cái cách này. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái vị tỳ khưu này đó, thì khi mà Đức Phật ngày nói như vậy thì vị này nói rằng vị này sẽ rất là khó chịu, rất là rây rứt này kia nọ. Thì Đức Phật ngày cho, nghĩa là ăn một lần, đến nhận ăn một lần và nhận một ít đem về ăn. Sau đó mình có thể nói như giống như ăn buổi sáng và ăn buổi trưa vậy. Khi mà ăn như vậy thì nó nhẹ nhàng, nó ít não, ít bệnh, ít dục, lạc trú. Nhưng cái vị tỳ khưu này cảm thấy như vậy cũng không có vừa lòng. Không có vừa lòng có nghĩa là vẫn thấy là thấy nó hối hận, cũng là thấy đồ ăn người ta cúng như vậy mà giờ không được ăn. Thì quý vị biết rằng những cái học giới được ban hành đó, thì chúng ta thấy rằng lúc trước những vị tỳ khưu ăn đêm, ăn ban đêm nữa, chiều tối rồi cũng vẫn còn ăn. Và chính những điều đó bị người ta phàn nàn, phê phán. Và nó có nhiều cái nguy hại đến phạm hạnh, có thể ảnh hưởng đến đời sống và ảnh hưởng đến những người thiện tính. Nên Đức Phật ngày đã bắt đầu chế được những cái học giới để ngăn ngừa, và từ từ cho đến khi mà ngài nói nên ăn một lần để dễ dàng tu tập. Nhưng mà vị tỳ khưu này không có chấp nhận và đã ở chung với Đức Phật suốt 3 tháng, và vị này tìm một cách để né tránh, có nghĩa là không gặp mặt Đức Phật suốt 3 tháng vậy. Sau khi mà nhập hạ 3 tháng xong rồi đó, thì đến cái mùa lễ hội dân y đó, thì người ta đã làm, các vị tỳ khưu đã làm y cho Đức Phật. Thì chúng ta biết y đó là một trong 3 y, như y nội, y giới đái và y tăng giờ đê. Và các vị tỳ khưu đã làm y và đã nói với tỳ khưu Phát Đí Giá đó, Phát Đá Lý đó, là sau khi làm y rồi thì Thế Tôn sẽ du hành, có nghĩa là Đức Thế Tôn ngày sẽ đi xứ này qua xứ kia để tế độ cho những người nam nữ tu sĩ, hay là những người cư sĩ vua chúa, hay là các hội chúng. Và khuyên tôn giả Phát Đá Lý nên đến để xin sám hối, sám hối. Và khi đến sám hối thì Đức Phật ngày đã nói lên cái việc mà mình không khống chế nổi cái nỗi thèm khát ở trong lòng mình. Có nghĩa là thèm ăn, tham ăn. Và vị này nhận định được cái đó là cái sự ngu ngốc của mình, cái sự si mê, sự bất thiện, do cái tâm bất thiện nên vị này đã không gìn giữ được những cái học giới mà Đức Thế Tôn ban hành. Và vị này đã thấy được cái sự bất lực của mình. Thì quý vị biết rằng những cái điều này nếu mình nói theo cái tâm á, thì thường thường một cái người mà còn có tâm nhu nhuyến á, thì họ chấp nhận để họ hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khi một người mà họ không chấp nhận á, thì chúng ta thấy dù là Đức Phật ở đời thì cái vị tỳ khưu này cũng không chấp nhận những gì Đức Phật dạy. Và Đức Phật ngày dạy thì thường thường ngày biết với cái tâm của mình, biết được tâm của chúng sanh. Và chúng ta cũng biết rằng dù là sau này Đức Phật có trình bày về những cái lậu hoặc phát sanh đó, những cái những, mình gọi là như là Thượng Tọa Đại Siêu nói là những cái hư xấu của chư Tăng hiển lộ đó. Thì quý vị thấy cũng rất là nhiều. Chúng ta thấy như là trong Luật Tạng nói về những cái vị tỳ khu mà xuất gia đó, là trước đó là những người ăn cướp, ăn trộm, những người trốn nợ, trốn nần, rồi đói khát, rồi tàn tật, bệnh quản đi xuất gia để được ông Chi Quá Cá ông trị bệnh. Vì thường thường quý vị biết ông thầy thuốc Chi Quá Cá đó thì ông chỉ trị bệnh cho vua chúa, Đức Phật và chư Tăng thôi.
Còn người đời đó thì ổng không có trị, vì ổng không có khả năng để ổng làm chuyện đó. Nên có rất là nhiều những cái người bệnh hoạn, bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh này kia nọ, bệnh lẻ, ghẻ ngứa, bệnh này bệnh kia đó, họ muốn được trị bệnh nên họ xuất gia. Thì quý vị biết rằng cái sự xuất gia đông lên như vậy, và khi mà trị bệnh xong thì những người này quần tục. Và ông Chư Quốc Cá ông hỏi được, và cũng như những cái người nam nữ cư sĩ, họ thấy những người này quần tục họ hỏi ra đó, thì biết rằng những người này xuất gia để được trị bệnh, hoặc là được ông Chư Quốc Cá trị bệnh thôi. Thì chúng ta nghe như vậy, chúng ta biết rằng ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì chúng ta biết rằng Đức Phật là bậc đạo sư, ngài ban hành những cái học giới đó không phải là tự ngài ban hành. Và khi nào có những cái gọi là những cái hư hỏng ở trong tăng chúng đó, mình gọi là những thói hư tật xấu, những cái điều mà làm cho người ta phê phán chê bai đó, thì Đức Phật ngài mới ban hành những cái học giới. Thì chúng ta biết rằng tỳ khưu Phật Đản Lý này cũng vậy, tuy rằng là vị tỳ khưu cũng có cái thời gian tu tập, nhưng mà Đức Phật ban hành ông không có chấp nhận. Và khi ông cho không chấp nhận như vậy, ông tránh né như vậy đó, thì Đức Phật ngài mới nói lên đó, là cái sự nhu nhược của bản thân. Và ngài nói là đến bảy cái bậc thánh, như là bậc tùy tính hành, tùy pháp hành, thân chứng, kiến trí, những cái vị mà thánh từ Tu Đà Quần cho đến thánh Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, những vị đó là Đức Phật ngài ban hành cái gì đó thì những vị đó thực hành liền, không có chống đối. Dù Đức Phật ngài có kêu là nằm dưới đống sình để Đức Phật ngài bước trên thân ngài bước qua đó, thì những vị đó cũng làm. Mà tại sao ông lại từ chối cái việc mà Đức Phật ngài ban hành cái việc mà nhất tọa thực? Thì vị này mới thấy thật là khi Đức Phật ngài nói như vậy thì mới nghĩ rằng rất là ngu si. Và Đức Phật đó, thì ngài nói lên cái thân bại danh liệt của mình khi mình từ chối như vậy đó, thì các vị du sĩ, vua chúa, nam nữ cư sĩ, những người có tính tâm đó, những người Phật tử mà thuần thành đó, những người mà hết lòng tin với Tam Bảo đó, họ cúng dường cho Chư Tăng đó, bất cứ những vật quý, vật đẹp, vật tốt, vật ngon, loại thượng vị, loại cứng, loại mềm thì họ cũng đều biết hết. Và chư thiên họ cũng biết ông là người tránh né Đức Phật khi Đức Phật ban hành đắp cái sự nhu nhược của ông. Thì Đức Phật ngài nói như vậy để chúng thấy rằng ở đời đó, khi một người mà có tâm thì họ biết sửa đổi. Nhưng mà dù họ có tu bao nhiêu lâu, nhưng mà họ không có tâm để có tàm quý đó, thì họ cũng không sửa đổi. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài biết cái duyên lành của vị này, và ngài thuyết giảng, ngài đem ra cái sự thí dụ, ví dụ như Lương Chủng Mã đó là một cái loại ngựa, cái loại ngựa mà vua mà nó cởi đó, không phải con ngựa nào vua cũng cởi, mà con ngựa mà được vua cởi hay là các cái vị đại tướng mà cởi đó, thì con ngựa đó được huấn luyện rất là thuần thục, huấn luyện theo 10 cách, có nghĩa là phi nước đại, hoặc là đi nhón gót, hoặc là phóng, hoặc là có sức mạnh, có cái tốc độ, có nghĩa là nó chạy đường dài đó. Quý vị thấy có nhiều con ngựa phải chạy, nó chạy đường dài nó chịu không nổi, nó chỉ chạy đường ngắn thôi, nó chạy tốc độ một chút xíu thôi, chứ còn chạy dài nó chịu không nổi. Nhưng mà những con ngựa như vậy thì vua chúa và những vị đại thần, những vị đại tướng sẽ không cởi những con ngựa như vậy. Chỉ có con ngựa nào nó bền bỉ, sức dẻo dai, và nó có năng động, nó có cái sự lanh lẹ, nó có sự mình gọi là biểu diễn cách gì nó cũng làm được. Đi bằng móng chân, đi bằng cái bốn chân, hoặc là đi bằng đứng bằng hai chân, đứng thẳng lên nó vẫn đứng được. Mà chúng ta thấy cái người huấn luyện voi nó không huấn luyện voi như vậy. Thì Đức Phật ngài đưa ra cái hình ảnh thí dụ con voi mà để vua chúa đại thần mà con ngựa mà vua chúa đại thần mà cởi thì con ngựa được huấn luyện. Thì một người mà được Đức Phật và chư thiên mà tán thán hay hội chúng tán thán đó, thì người đã phải có 10 cái pháp. Thì quý vị thấy từ thành tựu chánh kiến, chánh tri kiến, thì chúng ta thấy là một người mà ở đời mà muốn bước vô trong chùa tu đó, họ phải biết tội phước, nên gọi là thành tựu chánh tri kiến. Trong cái bài kinh 40 đại pháp quý vị cũng có nghe đó, chánh kiến rồi đến sanh y, và chánh kiến rồi đến đạo chi, có nghĩa là chúng ta phải có cái sự hiểu biết đây là những cái thiện pháp cho nên những cái thiện quả, những cái thiện nhân cho ra cái thiện quả, cho cái sự tái sanh vào trời người, tái sanh vào những cõi vui, thành tựu được những cái hạnh phúc, những cái thắng duyên thắng hạnh, đó là chánh kiến mà đưa đến sanh y.
Thì tôi biết rằng chánh kiến để đánh sanh y đó là những cái điều mà trong cái sự luân hồi mà chúng ta hưởng được hạnh phúc chư thiên và nhân loại. Còn chánh kiến để đánh đạo chi á, là chúng ta đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc để đắc chứng đạo quả. Một người không có chánh kiến đó thì chúng ta gọi là người không có trí tuệ đó. Quý vị thấy ở đời cái người không có trí tuệ thì người đó ngu ngốc, đần độn, si mê, dù là người đó là người học đi học chăn bò mà nó ngu quá nó cũng không biết cách chăn bò nữa. Quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật dạy, cái bài kinh mà chăn bò nó phải biết con bò đầu đàn, rồi phải biết bắt ghe ung khói, rồi phải biết chỗ nào có nước có cỏ, rồi phải biết nhìn cái loại bò, màu sắc con bò như thế nào đó. Thì Đức Phật nói cái người chăn bò cũng phải khôn ngoan. Và nếu mà chúng ta thấy chánh kiến là một cái cách để dù là người xuất gia hay người cư sĩ, khi có chánh kiến rồi đó, họ sợ tội phước, họ sợ những cái tội lỗi cũng do mình làm thôi, và những cái phước cũng do mình làm, do cái tâm của mình có chánh kiến, và cái tội lỗi là do cái tâm mình có tà kiến, mình không có tin tội phước. Và một người mà khi mà họ không tin tội phước đó, thì quý vị thấy những cái tội lỗi nào cũng không dám làm hết. Những người mà không tin tội phước đó thì những cái tội lỗi nào, những cái tệ hại nào họ cũng dám làm hết. Nên chúng ta thấy Đức Phật nói rằng một con ngựa hay là một vị tỳ khưu đó được huấn luyện là chánh kiến, chánh tư duy. Thì thường thường chúng ta biết chánh kiến đó, là cái sự hiểu biết đúng đắn, chánh tư duy là cái sự suy nghĩ đúng đắn, ly dục tư duy, vô hận tư duy, bất hại tư duy. Dục tư duy là chúng ta suy nghĩ về dục, nhưng mà sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục. Chúng ta thấy sắc dục là mắt mình nhìn cái hình sắc, những cái màu sắc, những cái hình thể nào đó mà làm cho mình đam mê. Thinh dục là cái lỗ tai mình đối với cảnh âm thanh, rồi khí dục là đối với cái mũi mình hơi mùi. Vị dục là cái vật thực mình ăn, xúc dục là thân mình xúc chạm. Và những cái người mà tư duy là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy đó là tà tư duy. Và chánh tư duy là luôn suy nghĩ về ly dục, vô hận và bất hại, do là chánh tư duy. Và chúng ta cũng biết rằng chánh kiến và chánh tư duy nó được tuệ phần. Và một người có tuệ, mình gọi là có minh đó, và người đó phải có hạnh nữa. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy á, thì minh và hạnh á, là muốn nói đến cái phần mà giữ gìn những cái học giới, trao dồi, diệt trừ những cái thân khẩu. Do cái trí tuệ của mình có đó, do chánh kiến, chánh tư duy mình có đó, thì mình sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thường thường thì Đức Phật này cũng vẫn nói, mà chúng ta học trong Vi Diệu Pháp biết rằng á, cái sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri á, mình nói hay làm đó, nó thuộc về tâm. Một người mà họ có tâm tồi đó, thì họ nói hay làm nó không có thiện pháp. Ví dụ họ nói, họ chỉ nói những chuyện tội lỗi, họ không bao giờ nói trong kinh Đức Phật này nói cái gì tốt. Câu chuyện đó của ông trưởng giả đó là câu chuyện hay, hay là cái bài kinh đó Đức Phật ngày khuyên với cái bài kinh cái ý nghĩa cao thượng. Những người mà họ không có cái tâm tốt đó, thì họ sẽ không có lời nói, có nghĩa là có chánh ngữ, họ có tà ngữ. Chánh nghiệp, cái thân nghiệp của họ đó thì họ làm những việc tội lỗi. Chánh mạng là họ nuôi mạng bằng cách lừa đảo, tráo trở, gian manh, điêu ngoa, xạo trá, lười biếng, hám lợi thì cái nọ. Thì những cái điều đó là do cái người có cái sự nuôi mạng, tà mạng đó, thì họ làm đủ cách, đủ kiểu để họ kiếm, họ sống. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, nó thuộc về định phần để hỗ trợ cho tuệ giải thoát. Mà cái người mà họ không có giới đó thì họ không có định, không có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có nghĩa là chánh tinh tấn là chúng ta cũng biết là mình phải trừ cần, trừ những cái ác pháp. Thận cần là mình gần gũi người hiền, tu cần là mình tu tập những cái thiện pháp, bảo cần là mình giữ được những cái thiện pháp. Như mình ngồi thiền niệm Phật đó, mình gìn giữ cái đó mình không quên, mình học hỏi kinh sách rồi mình phải nhớ, đó là bảo cần. Tu cần là mình cố gắng tu tập thêm nữa. Trừ cần làm trừ những cái sự lười biếng, trừ những an bạn ác, những cái người xấu xa, những cái điều tội lỗi, mình phải có như vậy đó thì mình mới tiến bộ được. Như vậy thì Đức Phật ngài nói về cái 10 cái giải thoát từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát đó, để trở thành một cái vị thánh đệ tử của Đức Phật và được chư thiên phạm thiên, vua chúa, đế vương, trưởng giả, cư sĩ họ lễ bái cúng dường.
À, nếu mà được huấn luyện như vậy đó, đó là một cái vị đạo sư khéo huấn luyện đệ tử, cũng như một cái người lương chủng mã đó, à, họ khéo huấn luyện con ngựa, và con ngựa đó họ có thể được nhiều tiền khi họ bán cho vua hay cho những vị đại tướng. Một con ngựa đó có thể trở thành một số trăm tỷ hay ngàn tỷ hay là vài chục triệu hay vài chục ngàn lượng vàng, à, tại vì con ngựa quý rất là khó tìm. Thì Đức Phật Ngài cũng nói ở trong đời đó, con người tốt cũng rất là khó tìm, cái người tội lỗi, cái người ác độc, cái người mà gian manh đó thì rất là nhiều. Và đối với đệ tử của Đức Phật đó, khi mà người nào khéo nghe, có suy nghĩ đó, thì người này sẽ hiểu được cái pháp của Đức Phật, khéo thuyết về tội, về đúng và sai, về cái cao thượng và cái hạ liệt. À, và cái người này khi mà có tâm để nghe, có tâm để suy tư, mình thường thường gọi là tuệ văn là mình nghe, xong rồi tuệ tư là mình suy nghĩ, tuệ tư là mình áp dụng để đoạn trừ phiền não, để rũ bỏ những cái tà kiến, à, mình gọi là những cái tuệ quán sanh khởi để chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì Đức Phật khi mà Ngài nói như vậy thì tôn giả Phật Đại Lý thấy được rõ ràng là mình ngu si, mình ngu ngốc, mình bất thiện tràn trong tâm của mình, đã chiếm ngự của mình, đã ở trong tâm của mình. Và vị này thấy được những điều đó và xin phát lồ với Đức Phật đó là xin Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận cho con, đây là một tội lỗi. Và Đức Phật đó thì Ngài nói rằng nếu người nào mà tội lỗi và biết mình tội lỗi đó, thì người đó sẽ trở thành người trí. À, đó là cái sự lớn mạnh trong giới luật bậc thánh. Mà thường thì trong kinh Pháp Cú có cái bài kệ là ngu mà biết, tự biết mình ngu á, à, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà, ngu mà tự biết mình ngu á là mình là người trí. Mình cũng vậy, trong Phật Pháp mình biết mình tội lỗi đó, mình sẽ từ bỏ những cái điều sai quấy đó, à, nên mình trở thành cái người hiền thiện tốt đẹp. Và cái điều đó là trong Phật Pháp chấp nhận để sám hối. Như vậy á, thì Đức Phật Ngài nói rằng một cái người mà thực hành trọn vẹn như vậy đó, thì họ lúc nào họ cũng vui hết, à, có nghĩa là không có bị những cái chiết, không bị chư thiên quở trách, không bị thầy tổ, cha mẹ, bạn bè, thân hữu, Phật tử nam nữ quở trách, nên họ có thể ngồi thiền rất là dễ. Và khi họ ngồi thiền đó, họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng được thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi phi tưởng xứ rất là dễ. Và họ đó, vì họ có cái giới tịnh thì họ có cái tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo thì kiến tịnh. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng khi một người mà bị ác, bất thiện chế ngự cái tâm của mình đó, thì mình tạo biết bao nhiêu cái tội lỗi. Và khi mà có cái tâm thiện đó, thì mình có biết bao nhiêu cái hạnh phúc. Vì cái tâm thiện, cũng như ở đời người ta, một người có giới, chư thiên hay là người trí không bao giờ dám đánh cái người đó hết. Vua chúa không bao giờ chặt tay chặt chân cái người mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu hay là từ bỏ chất men, rượu nấu. Vì vua chúa chỉ chặt tay chặt chân những người trộm cắp thôi, những người sát sanh, những người nói dối thôi. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói như vậy đó, thì rõ ràng một cái người khi mà họ có cái tâm tàm quý, là họ hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đó, thì họ sẽ từng tự tu tập và họ chứng các cái tình thiền. Thì Đức Phật Ngài nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng một cái tâm nhu nhiến, một cái tâm mềm mỏng như vậy đó, thì người đó dễ dàng tu tập để nhớ được túc mạng minh, nhớ được nhiều đời của mình, từ kiếp này cái kiếp kia, chết chỗ này sanh chỗ kia, chết chỗ kia sanh chỗ nọ. Mình biết được những kiếp quá khứ của mình, một đời, hai đời, đến trăm, đến ngàn đời như vậy. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói với tôn giả Phật Đa Lý đó, có nghĩa là một người mà khi mà họ có cái tâm như vậy đó, thì họ có sự định tĩnh của tâm, và họ thuần tịnh với tâm đó thì họ sẽ tu tập dễ. Nên thường thường quý vị thấy cái tâm thiện nó có tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, tích thân, tích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Những cái tâm thiện thì nó có tịnh tâm, tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, nhu tâm, tích thân, tích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Nhưng mà ngược lại cái tâm bất thiện thì nó có gì? Nó có si vô tàm, vô quý, phóng dật. Nó có những cái tâm sở bất thiện. Chính vì điểm đó nên Đức Phật Ngài nói với cái tâm của Ngài đó, Ngài biết được cái tâm của chúng sanh, và Ngài thuyết giảng cái chánh pháp nó hiển lộ như vậy đó, để cái người có lòng tin họ tu tập, họ có trí tuệ, họ tu tập rồi họ sẽ thấy được cái điều hay lẽ phải, và họ từ bỏ những cái tội lỗi, những cái điều ác hạnh tự mình làm thôi, chứ không phải do ai làm cho mình. Những cái điều đau khổ đó là tự mình làm.
Và như vậy đó thì Đức Phật Ngài nói với Pháp Đa Lý đó, khi một người mà tu tập mà có được cái túc mạng minh, nhớ được nhiều đời như vậy đó, có cái sanh tử minh đó, rồi cuối cùng mới có cái lậu tận minh, sẽ diệt trừ những cái lậu hoặc như dục lậu là cái lòng tham trong dục lạc, hữu lậu cái lòng tham trong sự tái sanh, kiến lậu là cái lòng tham trong cái tri kiến sai lầm, vô minh lậu là cái sự hiểu biết ngu si, sự hiểu biết tội lỗi, cái sự biết tội lỗi và cái sự không nên biết lại biết, và sự biết nên biết lại không biết. Như vậy thì khi mà Đức Phật Ngài đã trình bày cho tôn giả Pháp Đa Lý như vậy đó, thì cái vị tôn giả này đã nghe tường tận và cũng muốn hỏi Đức Phật tại sao khi trước đó có nhiều vị thánh mà không có học giới nhiều. Thì chúng ta cũng thường biết là cũng như bây giờ chúng ta tu tập để chúng ta gặp được Đức Phật Mét Đi Giá vậy đó. Vì cái chủng tử, cái thiện tâm chúng ta mạnh, sự mong mỏi chúng ta đó, cái sự tu tập, cái sự chế ngự của chúng ta hiện tại bây giờ đó, để mai mốt chúng ta gặp được Đức Phật Mét Tỷ Giá, chúng ta trở thành những người thuần thục mà muốn thoát khổ luân hồi thôi. Thì cũng như vậy, khi mà Đức Phật xuất hiện đó, thì có những cái hội chúng mà chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài có phải có 1250 vị tỳ khưu là những vị thánh nhân vô lậu đó. Và chính vì vậy đó, nên đó, chúng ta thấy như là 55 người bạn gia xã hoặc là 30 thanh niên Phật Đa đó, đi chơi với kỹ nữ rồi gặp Đức Phật, đi tìm người kỹ nữ đó, khi người kỹ nữ đó họ trốn đi rồi lấy vàng bạc tư trang của những vị công tử đó trốn đi. Nhưng mà khi mà đi tìm người đó, Đức Phật nó đi tìm mình hay là tìm người đó, tìm cái nào quý hơn, thì các vị này biết rằng đi tìm mình quý hơn là tìm cái nội tâm đó, tìm cái sự có mặt của chúng ta đó, ở trong những cái cõi vui cõi khổ đó. Mình đi tìm những cái nguyên nhân mà mình được sanh làm người, cái nguyên nhân mà giải thoát sự luân hồi, cái nguyên nhân của sự có mặt của đau khổ đó, cái nguyên nhân có mặt của sự dối trá, lừa đảo, lường lọc, trộm cắp, chiếm đoạt đó. Thì tại sao nó có những cái điều kiện đó? Thì chính đó là những cái ác pháp thiện pháp trong tâm thôi. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị 30 vị ở trong Phát Đa đó, cái đoàn 30 vị hoàng thân đi chơi những cái lễ hội đó cũng rất là dễ dàng xuất gia. Và chúng ta cũng thấy như là năm người bạn gia xá đi thăm người bạn của mình, khi biết người bạn mình đi xuất gia đó, thì gặp Đức Phật kể thuyết giảng những vị rất là dễ đắc. Dễ đắc chứng. Và khi đắc chứng rồi đó thì cái tâm vị đó trong sạch đó, nên cái tội lỗi đâu có nữa đâu quý vị. Cái tội lỗi là cái tâm của chúng ta nó nhơ bẩn, chứ không phải là cái tội lỗi nó ở bên ngoài. Cái tội lỗi trong tâm chúng ta, nên mình dùng gọi là tâm tham, tâm sân, tâm si. Còn một người mà có cái tâm tốt đó, thì có tâm thiện dục giới hợp trí, hoặc là tâm thiện sắc giới tu thiền, tâm thiện vô sắc giới tu thiền vô sắc, hoặc là tâm thiện đặc biệt đó, là tâm siêu thế để đoạn trừ phiền não. Chính vì điểm đó nên chúng ta mới thấy rằng nhé, Đức Phật Ngài nói với tỳ kheo Phát Đa Lý đó, là cái thở mà Đức Phật Ngài độ đời đó, không có học giới nhiều nhưng mà có bậc thánh nhiều. Bây giờ thì có bậc thánh ít, nhưng mà những cái tệ hại ở trong tăng chúng nhiều đó, mà cái sự chứng đắc ít. Thì chúng ta cũng biết rằng nhé, khi nào đó mà chúng ta thấy vua Binh Bí Sa Rá đó là quý kính chư tăng, tôn trọng quý kính chư tăng, nên đó, những cái người ở trong kinh thành Sáu Thi họ nói rằng những cái người trộm cướp mà đi xuất gia thì vua biết, vua cũng không có dám phạm tới nữa, và chỉ có đi tới chê trách thôi. Tới chê trách thì Đức Phật Ngài ban hành cái học giới. Cái vị mà giết cha giết mẹ, cái vị mà điên cướp đường giết người đó, nếu mà chưa tu lên bậc trên đó, thì không cho tu lên bậc trên, mà nếu đã xuất gia rồi đó, thì tẩn xuất là bất quần tục quý vị. Tẩn xuất là bất quần tục. Nếu người nào giết cha giết mẹ mà đi xuất gia đó thì chưa có tu tỳ khưu thì không cho tu tỳ khưu, và nếu đã tu tỳ khưu rồi đó thì lột y đuổi trở lại. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ấy, ngày khi mà Ngài ban hành cái học giới đó, thì các vị tỳ khưu sẽ không cho những cái tên cướp xuất gia nữa, và cũng không cho những người giết cha giết mẹ giết chị giết em giết anh giết quan vua này kia nọ,
không có cho những người để xuất gia nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng á, khi mà đức vua đó thì quý kính chư tăng, hễ người nào xuất gia thì đức vua không dám đụng tới. Và đức vua tuyên bố với quần thần dân chúng á, bất luận là vị nào xuất gia cũng không được đụng tới hết. Thì quý vị mới thấy rằng những người tôi trai tớ gái đó, những người tôi trai tớ gái của những gia đình địa chủ đó, họ cũng trốn cái sự đánh đập hành hạ đói khát đó, họ đi vô chùa họ xuất gia. Và những người này bị những người chủ tìm thấy bắt được, và họ đi tới, họ tới họ không có họ bắt, nhưng mà họ nói rằng đức vua ra lệnh là không có được bắt bớ những vị tỳ khưu. Người nào bắt bớ vị tỳ khưu thì gọi là đức vua sẽ hành phạt. Nên những cái người đó họ bắt bớ mà họ chỉ nói rằng có vua bây giờ như là một cái vị bảo, như là một cái vị mà bảo vệ cho hội chúng vậy đó. Nhưng mà khi mà vua nghe như vậy, vua mới bào bạch với Đức Phật. Và Đức Phật này mới ra cái luật là vị tỳ khưu đó, khi mà cho ai xuất gia đó là phải làm người, chứ không phải là loài rồng hay là những cái loài bán nam bán nữ bộ nắp, hoặc là những người đuôi cùi điếc câm ngọng gù lưng sức môi sức miệng đồ này kia nọ, không cho xuất gia. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng những cái điều học giới được ban hành, Đức Phật thì ngài ban hành những cái học giới đó ngay cái thời kỳ của ngài còn có mặt, và tăng chúng đó thực hành những cái lời của Đức Phật và không có vượt qua. Có nghĩa là Đức Phật dạy cái gì đó thì tất cả những vị tỳ khưu đều thực hành như vậy. Nhưng mà riêng về tỳ khưu Phát Đa Lý đó chống đối như vậy, nhưng mà đây là cái sự mà hư hỏng cái tâm nó tồi tệ, cái tâm nó bị những cái tham dục chế ngự. Và vị này thấy được điều đó, Đức Phật ngày mới nói đến lúc nào đó mà chế định học giới, thì cũng như hồi nãy quý vị nghe Thượng Tọa Tệ Siêu nói rằng lúc nào mà chưa tỳ khưu lớn mạnh. Có nghĩa là lớn mạnh là gì? Bây giờ tỳ khưu đông quá đi, quý vị thấy cũng như là ông Chi Quá Cá đó, ông trị bệnh cho Đức Phật, cho vua chúa và cho chư tăng thôi, tại vì chư tăng đông quá như vậy đó, nên ông không còn trị bệnh cho những người mà họ tới là năn nỉ. Mà quý vị thấy trong đó họ năn nỉ rằng khi mà ông Chi Quá Cá mà trị bệnh cho tôi đó, tôi có thể làm tôi trai tớ gái, tôi có thể làm người ở đợ cho ông chỉ cần trị bệnh cho tôi thôi, tôi sẽ đi theo ông là làm tôi tớ gái. Nhưng mà ông Chi Quá Cá ổng cũng nói rằng không, tôi không có thời gian vì tôi lo trị bệnh cho Đức Phật, chư tăng và vua chúa, mệnh phụ phu nhân, những bà hoàng thôi, tôi không có rảnh để trị bệnh cho mấy ông. Và lúc bấy giờ đó những người này họ đem đi xuất gia hết quý vị. Họ thấy được xuất gia là được trị bệnh đó, nên họ đi xuất gia hết. Nhưng mà xuất gia để trị bệnh lác, bệnh ghẻ ngứa, hoặc là bệnh bị lật bằng chân, bệnh này bệnh kia thôi, họ trị bệnh xong rồi họ quần tục. Chính vì điểm đó đó nên quý vị hiểu rằng tăng chúng lớn mạnh đó, có nghĩa là họ đi vô trong chùa rất là đông, nhưng mà họ vô chùa không phải là họ tu, mà họ vô chùa để họ kiếm ăn, vô chùa để họ nương nhờ, chứ họ không phải là cái tu. Nên chúng ta hiểu rằng đó là những cái hư xấu ở trong hội chúng nó xuất hiện đó, hư xấu trong hội chúng xuất hiện. Và chúng ta cũng thấy một cái phẩm mà Đức Phật ngài dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh, khi nào được cung kính danh vọng và lợi đắc á, đó là những cái giống như mũi tên độc mà bắn trúng. Người nào bị cung kính danh vọng và lợi đắc thì giống như bị bắn trúng cái mũi tên của ác ma vậy. Thì quý vị cũng biết rằng khi mà mình được cung kính á, mình muốn được cung kính á, thì mình phải làm đủ cách đủ kiểu. Mình được muốn được danh vọng lợi đắc á, thì mình phải làm đủ cách hết. Còn một cái người thật tâm tu đó thì họ không có màng vấn đề đó quý vị. Họ vấn đề đó, họ không màng người ta cung kính mình, không màng có lợi đắc hay lợi dưỡng hay danh xưng, không cần. Thì quý vị biết rằng á, thì ở trong chùa mà hễ người muốn tu á, họ thật tu đó, thì họ thấy cái phiền não trong tâm thôi, thấy được cái tâm tham sân si là những cái tâm tội lỗi, và họ cố gắng để diệt trừ những cái tâm tham sân si bằng cách học kinh, học sách, ngồi thiền, tạo những cái thiện sự công đức. Đó là cái cách để diệt trừ cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Nhưng mà những người đó họ vô trong chùa, họ phụng dưỡng cho cái lòng tham, lòng sân, lòng si của họ đó, thì họ phải tìm danh vọng lợi đắc, cung kính, địa vị. Họ tìm cái đó, họ tìm tài sản, họ tìm... Mình nói chung vô đó, thì quý vị thấy con người của chúng ta thường ở đời chết cái gì?
chết khi mà mình tìm những cái danh vọng, những cái lợi đắc, rồi cuối cùng mòn hơi kiệt sức mình chết đó, mà mình không được cái gì, khi mình chết mình bỏ tất cả. Và Đức Phật đó, thì ngày dạy cho tăng, có nghĩa là với cái mục đích là thoát khổ luân hồi, có nghĩa là không chết đi sanh lại nữa. Vì mỗi kiếp luân hồi đó thì mình phải ăn, phải mặc, phải bệnh hoạn, phải đói khát, phải tắm rửa, phải vệ sinh, phải này kia nọ cả một đời như vậy. Ăn uống đói khát cả đời như vậy. Thì Đức Phật ngày nói như vậy đó, những cái người thật tu đó họ sẽ đoạn trừ cái sự luân hồi. Họ tu để chấm dứt luân hồi, chứ họ không phải tu để phục vụ lòng tham. Mà những cái người mà họ thấy vua chúa kính trọng, trưởng giả bà la môn cúng dường vật thực, thượng vị lợi cứng lợi mềm, và họ thấy được cái hội chúng phe phái đó, quý vị thấy họ có những cái điều mà mình có thể hiểu như là thì khu cô sông bí chia ra cái nhóm lực sư và pháp sư vậy đó. Họ tranh đấu với nhau, họ muốn mình hơn cái nhóm kia, và những cái điều đó làm Đức Phật lại khuyên là người khuyên không được, ngài bỏ và ngài đi vào rừng. Thì quý vị biết rằng á, khi mà một cái người mà với cái phàm tâm họ muốn, thì họ lại có những cái địa vị, những cái quyền lực, họ muốn bè phái này kia nọ. Nhưng mà những người mà thật tâm tu đó thì họ không nghĩ như vậy, họ nghĩ đến pháp thôi. Họ không cần nghĩ đến vật chất, không cần nghĩ đến cung kính hay danh vọng, mà họ chỉ nghĩ đến pháp. Mà những cái pháp này là pháp đen, pháp này pháp trắng, những cái pháp này cần phải tu tập, cái pháp này cần phải đoạn trừ. Thì khi mà chúng ta thấy rằng như vậy đó, thì chính Đức Phật này trả lời cho Pháp Đá Lý, khi nào mà cái chư tăng gọi là ông lên đó, thì nó có những cái hư hỏng. Nên thường thường quý vị cũng thấy trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đức Phật này nói, khi mà chư thiên chuyển tâm vô A Sập Thế mà xây lên thành phố bậc nhất á, thì Đức Phật này vẫn nói có ba cái nguy hại, đó là nước lửa và ly gián. Thì quý vị mới thấy rằng á, nếu mà ở trong nhà chúng ta mà có con đông á, nó giành giật với nhau, nó muốn thừa kế cái tài sản đó, nó phải nói xấu anh chị em đó, nó phải tìm mưu mẹo hoặc là tìm cách này cách kia để nó giết hại lẫn nhau. Thì chúng ta thấy ở trong nhà nào đông con đó, thì khi mà cha mẹ mà về già, quý vị thấy rất là khổ khi mà con cái nó không có đạo đức đó, nó giành giật, nó muốn thừa kế. Thậm chí quý vị thấy có cha mẹ mà sống bệnh mà nó lấy thuốc cho chết luôn, thuốc cho chết để nó thừa kế cái tài sản đó. Quý vị thấy những điều đó là chính những điều đó trong cái tâm của con người thôi, chứ nó không ở ngoài, hiểu quý vị. Nên cái tâm con người khi mà tội lỗi rồi, cái chuyện tội ác gì họ cũng làm được. Khi một người mà không biết điều phục tâm á, bởi vì Đức Phật nói rằng tâm có thấy tế nhị đó, với các dục bay cuồng, người trí điều tâm thẳng như thở tên làm tên. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó ẩn quốc ấy. Nó ẩn quốc, nhưng mà khi nó biểu hiện ra mất ra mắt tai mũi miệng đó. Ví dụ một cái người có tâm tham, mắt họ thấy cái vật gì đó thì họ trộm cắp, hoặc là họ ngửi cái mùi thơm gì họ trộm cắp, họ ăn cái vật gì họ nhớ lại họ đi trộm cắp. Thì chính cái tâm tham ấy, điều khiển con người của họ trở thành tội lỗi. Và cái tâm si mê ấy, là họ không có tin tội phước, quý vị. Thì chính vì điều đó nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói cái hội chúng khi mà đông á, những cái lậu hoặc đó phát sanh á, là cái lậu hoặc là như vậy đó quý vị. Có nghĩa là cái dục lậu, cái hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, hay là những cái này đó, mình nói với cái tánh cách ít đó, là người này nói quên quang, nói khoác lác, nói láo phét, hoặc là làm cách này cách kia bỡ đỡ để kiếm mà ăn, kiếm mà củng cố địa vị của mình á, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà nó sẽ phát sanh. Khi mà phát sanh những điều đó thì Đức Phật ngày mới chế định những cái học giới. Chế định những học giới là gì? Vị tỳ khu đó cũng như là thường thường quý vị biết rằng ở trong kinh nói về bốn bất cộng trụ, cũng như là vị này khen, vị kia đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó, để những người thiện tính đó, họ phát tâm cúng dường cho người này, để cúng dường cho những người này họ chia cho người kia ăn. Cái người nói tôn vinh cái người kia, rồi người kia được cúng dường, rồi người kia chia cho người này ăn. Thì quý vị biết rằng cái xã hội nó có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà những điều này nó cũng có trong Phật giáo luôn. Và đó là những cái thói hư tật xấu nó bộc lộ ở trong con người. Khi mà nó có đông vị tỳ khưu đó thì nó sẽ có những cái hiện tượng đó quý vị. Nên quý vị thấy rằng ít vị tỳ khưu đó
người ta, nhiều người thiện tính đó, thì có nhiều vật thực. Nhưng mà khi nhiều vị tỳ khu rồi đó, đi bát, nhiều người đi bát rồi đó, thì cái vật thực nó ít lại. Quý vị thấy rất là rõ ràng. Ví dụ giờ, ví dụ như thấy 1.000 người tín đồ đi, nuôi 10 ông sư á, thì dễ. 1.000 người tín đồ á, mà nuôi 2.000 ông sư nó khó. Nghĩa là khi mà chưa tăng đông lên á, thì họ tìm đủ cách để họ kiếm vật thực. Họ kiếm được vật thực, họ kiếm được lợi đắc, họ kiếm được danh vọng. Họ muốn người này phải là đệ tử của mình, nhóm này là phải nhóm đệ tử của mình, nên họ tìm đủ cách để họ có được như vậy đó. Nên mình gọi là những cái thói hư tật xấu á, bắt đầu nó bộc lộ ở trong tăng chúng. Thì cái điều này nó cũng rất là dễ hiểu quý vị. Chúng tôi nói quý vị đó, nó rất là dễ hiểu, nó cũng không khó hiểu gì khi mà chúng ta chịu khó suy nghĩ. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái lúc đầu đó thì chư tăng đệ tử của Đức Phật cũng có 1.250 vị thôi. Và Đức Phật lại thuyết giảng chư thiên và nhân loại. Và quý vị biết rằng chư thiên họ quý kính những vị thánh A-la-hán, nên họ chuyển tâm những người vua chúa cúng dường bố thí rất là dễ. Còn bây giờ những cái vị phàm phu, cái tâm đầy tội lỗi, thì chư thiên họ không có chuyển tâm, không có chuyển tâm, không hơi đâu đi chuyển tâm để cúng dường cho mấy cái người hư hỏng này. Nên những cái người hư hỏng này họ phải tìm cách này cách kia để họ có ăn, có mặc, có ở, có những cái điều kiện. Nên họ làm đủ cách, họ nói đủ điều, họ làm đủ chuyện hết. Nên quý vị thấy làm mai, làm mối, đưa tin, đưa thư, tranh cho tre, cho qua, cho lại. Những cái điều đó nó vẫn có ở trong cái sự suy nghĩ của con người. Và những vị tỳ khu phàm phu thì vẫn có những điều đó, chứ không phải là hết. Nên Đức Phật Ngài mới ban hành những cái học giới để ngăn ngừa những cái lậu hoặc đã phát sanh, là những cái lậu hoặc chưa phát sanh. Lậu hoặc đã phát sanh là gì? Những điều đó có mặt trong hội chúng này. Bây giờ Đức Phật Ngài ban hành, nếu mà bị nào làm như vậy là phạm tội. Nên những cái lậu hoặc đó nó đã phát sanh, nó cũng bị ngăn chặn. Và nó chưa phát sanh, nó không phát sanh được. Tại vì những vị tỳ khu muốn làm á, mới nhớ Đức Phật ban hành cái học giới không được nói làm mai làm mối, đưa tin đưa thư, cho tranh cho tre, cho qua cho lại, bợ đỡ. Khi đó đó thì chư tăng không dám làm. Thì quý vị biết rằng đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng khi mà cái hội chúng đông đó, nó có những cái gọi là những cái hư hỏng ở trong cái con người của chúng ta, vì tìm cái sự sống, tìm những cái thuận lợi mà chúng ta biểu lộ bằng cách này cách kia. Mình gọi là làm thân bằng biểu tri, khẩu biểu tri bằng cái tâm bất thiện đó. Mình nói và làm đó, bằng những cái hành động để mang lại cái lợi tức cho mình, mang cái cung kính danh vọng lợi đắc, mang lại cái sự hưởng thụ như là y phục, vật thực, thuốc trị bệnh và trú xứ của mình. Chính vì điểm đó thôi, chứ không có ngoài cái điểm đó đâu quý vị. Như vậy á, thì Đức Phật á, Ngài nói với Pháp Đá Lý đó, có nghĩa là có những cái lậu hoặc như vậy đó, có những cái điều mà hư hỏng trong hội chúng như vậy đó, Đức Phật Ngài ban hành học giới. Và những cái học giới này Đức Phật ban hành nó là để diệt trừ những cái lậu hoặc hay là những cái hư hỏng nó đã có, thì nó sẽ bị ngăn chặn. Nên quý vị thấy có những tên cướp mà đi xuất gia là chưa thì cô không cho tu lên bậc trên, hoặc là đã tu rồi thì trục xuất là lột y quần tục, không có cho ở trong tăng chúng. Và những người giết cha giết mẹ hoặc là này kia nọ đó nhiều cái điều đó, thì chúng ta thấy trong luật tạng có nhiều điều như vậy. Thì những cái điều đó nó cũng từ ở trong cái xã hội này thôi chị, từ những cái con người mà họ có tội lỗi và họ tìm cách để họ trốn tránh, vì họ thấy rằng vua chúa không có dám bắt tỳ khu, nên bây giờ họ đi ăn cướp xong rồi họ xuất gia làm tỳ khu thì vua chúa không dám bắt, quan quyền dân chúng không ai dám đụng hết, thì vua ra lệnh như vậy không ai dám đụng hết. Thì quý vị thấy vua Binh Bí Sa Lá là đệ tử của Đức Phật và là vị thánh tu lục quần, nên tôn kính Đức Phật và chư tăng. Và chính vì như vậy nên những cái người đó họ lợi dụng để họ xuất gia. Và những cái điều này khi mà Đức Vua gặp đó, Đức Vua đi vào bạch với Đức Phật, thì Đức Phật Ngài ban hành những cái học giới. Nên chúng ta nghe là những cái học giới đó để ngăn ngừa những cái hư xấu đã phát sanh, hoặc là những hư xấu sẽ không phát sanh. Có nghĩa là khi mà Đức Phật ban hành học giới thì những vị tỳ khu sẽ không cho những người hư hỏng trộm cướp mà đi xuất gia như vậy. Thì ở trong cái bài học này chúng ta hiểu Đức Phật là bậc đạo sư, và Ngài dạy là Ngài khéo huấn luyện chư tăng, nên chư tăng trở thành vị thánh đệ tử, cũng như người mà khéo huấn luyện voi để trở thành ngựa, trở thành con lương chủng mã, là con ngựa quý, ngựa tốt, ngựa ai cũng ưa thích đó. Thì là ý nghĩa là như vậy.
Ở trong cái bài học hôm nay đó thì nó có nhiều điều, nhưng mà nhìn chung vào đó thì chúng ta cũng biết rằng những cái điều đó ở trong cái đời sống, và những cái điều đó làm tổn thương cái lòng tin của vua chúa quan quyền, và điều đó được Đức Phật ban hành để ngăn chặn những cái điều đó. Thì trong cái bài học hôm nay đó thì bài học rất là dài, thời gian giảng thì con xin giảng ngắn như vậy, và còn lại thời gian để chư quý thượng tọa sẽ thảo luận thêm về cái nội dung của bài học hôm nay. Phước nào phát sanh lên được thì con kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị hội hướng đến chư thiên, mong cho được an vui tấn hóa, được lợi thân lạc nhiều lâu dài. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa giác đẳng điều hòa với phần thảo luận. Sa thú kính trình thượng tọa Phật, bạch thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa có ở trước máy mà thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thầy Siêu được kính trình thượng tọa khoan nghĩ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin khỏi thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Dạ, bạch thượng tọa Thầy Siêu hạnh nhất tọa thực. Tức là chỉ ăn mỗi ngày một chỗ thôi, khi rời chỗ đó thì không ăn nữa. Thì chúng ta được biết rằng ở trong giới luật thì cho chúng ta ăn từ sáng cho đến đúng ngọ, có thể ăn điểm tâm và ăn trưa, và hạnh nhất là thực chỉ là một hạnh trong 13 hạnh đầu đà thôi. Tại sao những lời Đức Phật ngài dạy ở đây trong bài kinh này đó cho chư tỳ kheo đó thì không được xem là một sự chế định về giới, mà chỉ đơn thuần là lời khuyến giáo mà thôi? Xin kính thỉnh sự tập thực sự qua kỹ giảng rõ về điều này. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu gọi là học giới, Sikkha Padang Panyattan, học giới được chế định thì ở đây nó liên quan đến vấn đề thọ thực. Thì huy ca la phô trình nê ba chết thị dân, thọ thực phi thời, phạm ứng đối trị, cái đó là học giới. Còn ở đây chỉ là một lời khuyến cáo, khuyến khích hãy ăn một chỗ, hãy ăn một chỗ ngồi. Có nghĩa là thể hiện cái sự thiết chế và thực. Trong cái 13 hạnh đầu đà thú tăng gác thì có cái eka sanikang găng, tức là cái hạnh nhất tọa thực. Vì tỳ kheo một ngày đó, và buổi sáng chỉ ngồi ăn, ăn xong rồi hãy đứng dậy thì không có ngồi lại mà ăn nữa. Cái đó là để sống tiết chế vật thực, là vừa đủ để nuôi thân chứ không có
tình trạng ăn quá no hay là ăn bội thực. Thật sự vậy, khi mà ăn một lần mà đã no rồi, lát đi đến chỗ khác người ta mời ăn nữa, ngồi xuống ăn tiếp, thì vật thực vừa ăn khi nãy nó chưa được tiêu hóa hết, mà bây giờ nó phải tiếp tục nhận ém những cái vật thực mới vào trong bụng nữa, thì giữa cái vật thực mới ăn và đang ăn nó nhập chung lại, thì cái sự tiêu hóa nó làm cho khó khăn, nên nó sinh ra bệnh. Cho nên trong trường hợp này Đức Phật nói rằng là Như Lai nhờ ăn một chỗ, cho nên thân được thiểu bệnh, được kinh an. Các ngươi cũng hãy nên ăn một chỗ. Đức Phật là khuyên như vậy. Nhưng mà ở chỗ này tại sao mà lớn chuyện? Là bởi vì một vị đệ tử, cái lời khuyên tấn của bậc sư, nếu thật sự là một vị đệ tử đó có cái sự quan hỷ, có niềm tin nơi bậc đạo sư là Đức Phật á, thì mình nên nghe theo, cho mình không nên cãi lời. Trong trường hợp này vị tỳ kheo này chỉ gọi là cãi lời, chứ không phải là phạm vào cái điều giới mà Đức Phật ngài đã chế định. Ngài chưa chế định cái đó đâu thưa quý vị, ngài chưa chế định cái đó, là bởi vì ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn đầu tiên trước khi mà Đức Thế Tôn ngài chế định giới luật về sau này. Bởi vậy cho nên ở đây trong cái đoạn chót đó, đoạn chót của bài kinh là Đức Phật nhắc đến khi nào trong tăng chúng có phát sinh những cái tệ lộ, thì lúc đó bậc đạo sư sẽ biết thời mà chế định học giới cho chúng đệ tử. Đó là Đức Phật ngày ngày lên tiếng trước, lên tiếng trước về sau này. Còn hiện tại thì ngài chưa chế định, cái này là một cái điều giới, một cái điều luật. Do đó trong trường hợp lời khuyên Đức Phật trong bài kinh ngày hôm nay, chúng ta hãy xem đó là một lời nhắc nhở hay là một lời khuyên cáo, một lời khuyên, chứ không phải là Đức Phật ngài chế định. Chừng nào mà Đức Phật ngài chế định Ê quan Phikkhave Sikkhapadang Uddisaya Vikalapho Chine Ba Chit Yang Ba Chit Yang Ti. Như vậy này các tỳ kheo, cần phải đọc tụng cái điều giới, cái học giới này là thọ thực phi thời phạm ứng đối trị. Đại loại là những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài chế định đều có cái câu đó hết. Và khi nào mà Đức Phật ngài khuyên là Sikkhapadang Uddisaya, Uddisaya tha, hãy tụng đọc cái điều giới, cái điều học này, thì trong trường hợp đó nó mới được gọi là chế định một cái điều, một cái điều học, một cái điều luật. Còn ở đây thì Đức Phật là chỉ khuyên hãy ăn
một ngày hãy ăn một chỗ, ở trong cái phần bản Pali đó trước hết rồi Đức Phật nói Ahaṃ khu phikkhave ekasana phu chỉ năng phun cha mi. Này các tỳ kheo, ta ăn nhất tọa thực ekasana phu chỉ năng khu Ahaṃ phikkhave phu chỉ mano appa và thật tình chất sanh cha nam mỹ. Này cái tỳ kheo, khi ta ăn nhất tọa thực thì ta cảm thấy các cái bệnh tật, thân thể được nhẹ nhàng, kinh an. Ít não có sức lực và lạc trú. Ê thác tâm hề biết phí khờ vê ê ca sá nát phô chả năng phương chả thác. Này các tỳ kheo, các ngươi cũng hãy ăn nhất tọa thực. Thì ở đây như là một cái lời khuyên, như là một lời khuyên, ngài khuyến khích các vị tỳ kheo như vậy đó. Chứ đây không, chưa phải là một một cái sự chế định về học giới. Thì ở đây đó, hạnh nhất tọa thực là một trong những cái pháp tu đầu đà, chứ không phải là một điều giới luật. Thì câu hỏi là rằng tại sao lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này không thể được xem là một học giới được chế định, mà chỉ xem là một cái lời khuyến cáo? Thì nó có hai cái lý do. Một là khi lập thành một cái điều luật thì Đức Phật Ngài sẽ tuyên bố khẳng định, Ngài tuyên bố khẳng định, chứ không thể là một cái động từ mệnh lệnh cách là phôi chạch thác. Hãy ăn. Lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là vì ở đây khi mà khuyến cáo các vị tỳ kheo thì Ngài đã lấy Ngài làm cái tấm gương. Ngài ăn như vậy, nhất tọa thực như vậy, Ngài cảm thấy thiểu bệnh, thiểu não, nhẹ nhàng, có sức và được lạc trú. Thì Ngài nêu lên những cái điều, nếu mà cấm chế một giới thì Ngài không có nêu lên cái đó đâu. Còn ở đây chỉ là lời khuyến cáo. Cho nên
Ngài mới nêu lên cái điều đó để cho các vị tỳ kheo thấy cái sự an nhất tọa thực là nó đưa đến ở cái kết quả thiết thực ngay trong hiện tại là như vậy. Thì đó là lý do thứ hai mà chúng ta phải xem cái lời dạy này chỉ là một lời khuyến cáo chứ không phải là không phải về giới luật. Và thứ ba nữa là khi mà vị tỳ kheo đó nói với Đức Phật đó, là con không thể ăn nhất tọa thực, vì con ăn nhất tọa thực thì con cảm thấy nó khó chịu, nó bức rứt do vì còn đói vân vân. Thì Đức Phật Ngài có nói thêm, vị này Phát Đa Lý, khi nào mà ông được thỉnh mời đi ăn, nói cách khác đó, tức là thỉnh mời Trai Tăng đó, thì hãy ăn tại một chỗ một phần ăn, rồi đem về một phần ăn để ăn sau. Tức là sáng không có đi khất thực. Thí chủ họ thỉnh thì Đức Phật Ngài cũng cho phép vị tỳ kheo này, nếu mà ăn một chỗ không được đó, thì khi mà đến nhà thí chủ để mà nhận vật thực thì ngồi ăn ở đó, xong rồi còn lại bao nhiêu đem về chú xíu của mình rồi nửa buổi ăn. Thì như vậy rõ ràng là ở đây Đức Phật Ngài vì là lời khuyến cáo cho nên Ngài mới có một cái sự cho phép vô vi vậy đó. Chứ còn nếu là một điều luật chế định thì không thể có cái sự vô vi đó. Chúng ta phải hiểu gì? Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà tự tôi giáo đẳng vừa nêu. Nó buồn với thầy sao thú kích thức thừa tọa thừa siêu à, mà thừa tọa thừa siêu à, ở trong sớ giải nói rằng vị tỳ kheo mà chúng ta nghe trong bài kinh này Phát Đa Lý thì vị này là bị một cái tiền thiên tật là nhiều đời sanh lập con quạ. Con quạ thì chúng ta biết rất là háo ăn, thật ra kiếp này khi mà nghe nói là nhất cọ thực hay là trong bữa ăn uống mà bớt lại, vị này cảm thấy là mới nghe nói là cảm thấy là bị ám ảnh rồi, cảm thấy là bị đói bị thiếu rồi, thật ra vị này không thể tu cái hành nhất tọa thực được. Và mặc dù được Đức Phật khuyến khích và Đức Phật Ngài có đó, thì như vậy trong trường hợp vị tỳ kheo này là chúng ta nói do tiền thiên tật. Rồi có những người họ làm những cái hành động sai quấy mà do hành động bất thiện, là do cái cá tính, cái personality của họ, cái bản tính của họ. Thì như vậy chúng ta nói rằng có những hành động sai quấy là do tâm, tức là do sự suy nghĩ, rồi do tánh, là do cái cá tính, rồi cái do tiền thiên tật, thì nó có đáng trách như nhau không? Hay là như thượng tọa là một vị tọa thừa siêu, là một vị thầy dạy học trò, thì thượng tọa có một cái sự bao dung về một người làm lỗi là do cái cá tính hay là do cái một cái sự suy nghĩ nông nổi nhất thời, hay là do tiền thiên tật? Thượng tọa có gia giảm, có nhìn khác, hay là tất cả đều giống nhau hết? Kính thưa thượng tọa, hoan nghỉ cho một vài cái chia sẻ về điểm này. Nam mô Phật Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Trên Tăng, kính thưa quý vị, những cái hành vi bất thiện
những cái hành vi xấu do tâm cố ý làm, hay là do tánh, tức là do cái bản tính của họ, do cái chân tác của họ, hay là do tật, tức là cái nghiệp tiền khiên, thì cái này có đáng gọi tránh giống nhau không? Thực ra đó, thì cái việc này chỉ có những bậc thầy và có được cái tha tâm thông hay là thi nhãn thông mới nhìn thấu đáo được, biết người đó sở hành như vậy là do nơi tâm tánh hay là tật, thì các vị đó sẽ có, như Đức Phật Ngài sẽ có cái sự gia giảng trong trường hợp này. Chúng ta thấy rõ ràng là ở đây vì do cái tiền khiên tật, do cái thường cận ý duyên của vị tỳ kheo Phát Đa Lý này trong đời quá khứ đã từng là cái kiếp quả, con quả thì rất khó ăn, cho nên ngay trong hiện tại khi mà nghe Đức Phật này Ngài nói như thế, là khuyến khích như thế, thì vị này cảm thấy là khó chịu. Thì lúc đó khi vị tỳ kheo này bạch với Đức Thế Tôn rằng: con không thể ăn nhất tội thực, vì con cảm thấy khó chịu với cái sống mà kỳ khen như vậy. Thì rõ ràng là Đức Phật đã biết cái tiền nhân tật của vị tỳ kheo đó, cho nên Đức Phật này khuyến khích vị đó là Ngài dạy khi nào mà được thỉnh mời đi ăn á, thì ăn tại chỗ đó một lần, rồi còn dư lại trong bát đem về trú xứ của mình rồi ăn nữa. Ngài mở ra, nhưng vị tỳ kheo đó vẫn cảm thấy là ăn một ngày ăn nhất tọa thực chỉ một chỗ, vị đó cảm thấy khó chịu cho nên không thể thực hành được. Thì Đức Phật Ngài mới bắt đầu có những cái lời khuyên dạy. Vì sao? Đối với một vị thầy ngay trong hiện tại, dù cho cái vị thầy đó có nhiều kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm thôi chứ chưa có thả tâm thông, chưa có sanh tử thông, cho nên không biết được tâm tánh và sở hành của vị cái tiền khiên tật như thế nào, cho nên cái vị thầy đó cứ là quở trách. Nhưng mà nói cho cùng á, thì cho dù cái tánh khí của người đó là như vậy, nhưng mà đáng quở trách là quở trách ở chỗ nào? Ở chỗ là xuất gia mà không có kiểm soát được, không có chế ngự được thân, khẩu và ý, cái đó là đáng quở trách. Cho cái tiền khiên tật quý vị, dù là do cái bản tính hay là do cái tiền khiên tật, như hễ vị tỳ kheo không có xuất gia rồi sống không có sự chế ngự, thì trong trường hợp đó vẫn là đáng khiển trách.
Bởi vì dù là tiền khiên tật hay là bản tính của vị nạn đó, nhưng mà cũng do cái tâm của vị đó ngay trong hiện tại không có tu tập, không có thiết ngự được, cho nên mới sinh ra những cái trường hợp nó lộn xộn. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi thường tôi đã bị Nam Mô Thầy. Sao thú kích định thừa đạo tùy sức để xin thừa tọa đi nghỉ. Và bên thừa tọa Pháp Tân, thừa tọa có trước máy và thừa tọa nghe được không? Nếu thừa tọa Pháp Tân nghe được, xin thừa tọa hoan nghỉ trả lời cho câu thảo luận số 3. Thừa tọa Pháp Tân, chúng ta đi xuất gia sống trong chùa thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà một người siêng học là một lẽ, nhưng một cái thái độ cầu học ở tại đây Đức Phật Ngài nói về cái thái độ của người học trò với bậc thầy, với bậc đạo sư, thì thượng tọa có thể cho một vài cái chia sẻ là cái thái độ cầu học đó, nó ảnh hưởng như thế nào đến việc học tập của mình không? Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Pháp Đẳng, Tọa Minh Hạnh, Đức Tệ Trì, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thì theo con nghĩ rằng cái thái độ cầu học của một cái người tu của chúng ta đó, như ở buổi ban đầu đó, thì con nghĩ rằng cái việc tu tập của mình nó khởi bằng cái niềm tin, trước tiên là bằng cái niềm tin. Bởi vì mình tin ở nơi, giờ chúng ta cũng khoan cái nói đến việc mà tin đến cái lời dạy của Đức Phật không. Nhưng ở chỗ là con nghĩ rằng xung quanh mình thì có các vị trưởng lão, các vị chư tăng. Thì nếu mà mình ở được ở trong một cái môi trường mà những vị trưởng lão, những vị chư tăng sống thanh tịnh, thì mình gặp những cái hình ảnh đó, thật sự ra thì chúng tôi nhớ rằng lúc mà mình tu sa di, lúc mình còn là giới tử đó, thì xung quanh mình là những có những vị thầy, xung quanh mình thì có những cái vị sư, sư huynh, thì hình ảnh đó nó trở thành những cái đẹp. Mà thật sự ra thì khi mà được, ngay cả những cái việc mà được vị thầy mình dạy những cái điều căn bản nhất, tức là dạy cho cách học kinh, rồi dạy cho cái cách là phục vụ rất là nhiều, phục vụ Tam Bảo, phục vụ Thầy Tổ, phục vụ Chư Tăng, thì những cái cách phục vụ đó, tôi nghĩ rằng điều đó, đó là mình ở trong một cái môi trường hoàn cảnh, cho nên được thầy nhắc nhở như vậy. Thì những điều cái căn bản là học kinh, học lực ở trong chùa, thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình ham học á, mình ham học, cho nên là nhiều khi đó là mình ngồi nghe giảng thì mình cũng có thể là học được rồi. Chúng tôi nghĩ rằng nhiều khi mình ngồi nghe, chúng tôi nhớ hồi xưa mà Ngài Pháp Ân mà ngày dạy chúng tôi học kinh thì chúng tôi cũng học. Rồi đến sau này đó là rồi những cái việc mà chấp tác ở trong chùa, phục vụ chư tăng, phục vụ Tam Bảo, rồi đến sau này đó thì khi mà gặp mà sư trưởng đó, thì sư trưởng cũng một khi mà lên pháp tòa mà giảng, chúng tôi rồi lúc đó thì phải nói rằng cũng ham học lắm, cũng ham học. Mỗi một lần mà sư trưởng lên thuyết pháp thì chúng tôi lại ngồi ở bên dưới,
chúng tôi cầm một cái cuốn vở tập để chúng tôi chép những cái ý nào hay, chúng tôi chép vô trong đó. Sư trưởng thuyết một bài pháp nào đó, có bao nhiêu chi pháp thì chúng tôi đều ghi, ghi vô. Xưa thì cái đoạn mình ghi thì nó cái đoạn là cái chữ nó cũng là cũng không được sắc sảo lắm, nhưng mà cũng ngồi ghi. Giờ mình nhìn lại đó, cái tuần chữ của mình rồi những cái gì mà sư trưởng giảng ở trong pháp tòa, ở trên pháp tòa đó, thì mình nghe rồi mình ghi lại, mà chúng tôi nghĩ rằng học hỏi từ đó đi, sau này thì có thể là có dịp thì coi lại, rồi có dịp đi giảng đây đó thì nhìn lại những cái đó, nó cũng trở thành những cái kinh nghiệm mà nó trở thành cái vốn liếng Phật pháp của mình sau này mình đi thuyết giảng cũng như vậy. Rồi chúng tôi nghĩ rằng là cái cách ham học của mình, trước nhất là mình thích học cái đó. Dạ, mình thích học. Thích học bởi vì mình thấy nó hay. Hay không phải là mình thấy nó hay của ở cái bên ngoài, bởi vì mình thấy rằng ở trong Phật pháp, những cái lời Phật ngôn được Phật dạy đó giúp cho mình có được cái sự an vui khi mà mình thực hành. Mình trải nghiệm những điều đó. Cho nên rằng khi mà sau này chúng tôi có dịp mà xuống dưới đến chùa Sư Lý Vĩnh Long mà để học với Thượng Tọa Tề Siêu đó, thì thật sự ra thì cũng là một trong những cái dịp, cái cơ hội mà mình được ngồi trên cái lớp học rất là nhiều. Thật sự ra thì học sáng, học chiều, học ngày hai cử. Tối là hồi xưa thì quý vị biết rằng cũng không có cái thời năm 92, 93, 94 thì không có cái máy vi tính đâu, mà chỉ là có cái máy đánh chữ thôi. Dữ lắm là có cái máy đánh chữ. Cái máy đánh chữ đó để rồi mình ghi chép những gì đó, mình ghi chép. Thậm chí những cái tài liệu nào hồi xưa cũng hiếm lắm, ngồi rồi viết lại. Giờ nhìn lại những cái cuốn mình viết á, nó dày chừng 200-300 trang, 300-400 trang, đôi ba cuốn như vậy, cứ hết cái này chép tới cái kia. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái thái độ học của mình á, thì mình phải học bằng với cái niềm tin, rồi mình phải ham học, hiếu học, rồi mình phải cẩn trọng, cung kính khi mà mình học. Bởi vì không phải là mình cung kính, cẩn trọng cái vị thầy để được cái gì, mà mình cẩn trọng, cung kính cái người thầy á, để mình chú tâm, mình học được những cái gì mà mình cần học. Cho nên qua cái gì giảng bài đó, rồi mình ghi chép, mình nhớ. Rồi á, là mình chú ý cái điều nào mình chưa hiểu á, thì thấy nào một tí nữa xuống lớp á, khi nào có cái dịp rảnh á, là mình sẽ đem cái câu đó ra mình hỏi. Hỏi để chi? Để mình tìm hiểu thêm, học rõ cái điều đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng trước nhất đó là mình học Phật pháp là học với bằng với cả cái niềm tin. Chúng tôi quan niệm rằng học không phải là chỉ bổ sung cái kiến thức Phật pháp cho mình ở hiện tại, mà làm nhằm để củng cố cái tri kiến của mình ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên nó có lợi lạc, chẳng những nó có hiện tại mà trong tương lai nè. Khi mà mình củng cố được cái tri kiến tốt đó, thì biết đâu mai sau ở trong lời tương lai mình gặp được Đức Phật Di Lặc, thì mình lại có một cái tâm hoan hỷ đón nhận Phật pháp, đón nhận giáo pháp của Đức Phật, thì thật sự là mình có được cái sự lợi lạc rất là lớn. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái điều người trước tiên học Phật là mình phải khởi bằng cái niềm tin. Khi học là phải cẩn trọng, chú trọng, hoặc là quan tâm để ý tới những điều mà mình cần học. Rồi mình khi mà mình học như vậy đó, khi mà bằng với cái niềm tin, bằng cái sự quan tâm, chú tâm đến cái việc học, thì sau này đó nó trở thành những cái hình ảnh đẹp. Và cũng chính những điều đó đó, nó củng cố cho cái tri kiến của mình. Mà khi mà trong đời sống hàng ngày, ngoài cái việc chấp tác ở trong chùa,
Thì cái việc mà chúng ta học Phật Pháp, rồi chúng ta suy gẫm đến lời dạy của Đức Phật, hay hoặc là chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì rõ ràng là chúng ta có được cái sự an vui rất là nhiều. Chính vì vậy đó, đã làm cho mình lại càng thiên tinh, có cái sự tinh tấn, tàn càng thiên củng cố cái niềm tin của mình vững hơn nữa, do cái sự học của mình, cái cách học của mình, cái khởi bằng cái niềm tin và chú tâm cung kính, cẩn trọng cung kính những cái bậc, những cái gì thầy dạy cho mình, rồi mình cẩn trọng khi mà mình học, mình suy gẫm cái lời dạy của Đức Phật, thì có lẽ là mình có được nhiều cái sự lợi lạc trong cái việc tu hành của mình ở hiện tại, cũng như là trong tương lai rất là lớn. Còn khi mà mình không có cái sự cẩn trọng khi học, hay là mình học để chống cháy, mình không có cái sự học bằng niềm tin, thì cái sự học của mình Phật Pháp nó cũng không có chuyên sâu nữa. Và cái điều đó nó làm cho mình bị phai nhạt từ từ với cái niềm tin. Cho nên là mình có thể xa rời với cái đời sống tu hành này của mình. Và vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng học rồi suy gẫm bằng cái niềm tin, hiểu được cái lời dạy của, chú tâm, chú trọng tới cái lời dạy của vị thầy, qua những gì mà mình được học, rồi mình đem mình ứng dụng vô trong đời sống hàng ngày, thì mình cảm thấy nó có được cái sự an vui lợi lạc cho mình. Cho nên là mình càng tinh tấn thêm nữa trong cái đời sống tu hành của mình. Vì vậy có được cái sự lợi lạc lớn đó chứ. Thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Thấy cũng còn vài phút nữa là hết giờ, con thỉnh Thượng Tọa trở lại để có thể kết nói thêm vài ý để trong cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính trường Thượng Tọa Phật Tịnh. Thưa quý vị, đôi khi trong cái đời sống của một vị tỳ kheo hay là của một người sống ở trong chùa, có cái điểm nó rất có lợi lạc mà rồi người ta không có để ý là mình muốn mình học giỏi cái gì đó, thì mình luôn luôn quý người đó. Mình luôn luôn quý cái người mà họ giỏi về môn đó. Thí dụ như là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có dịp học với cô Bảy Vĩnh Phúc, là một vị cư sĩ về vi diệu pháp. Ngoài cái chuyện học với ngài tịnh sự với sư trưởng đó, thì chúng tôi cũng đi học với cô Bảy. Cô Bảy là một trong những người học trò của ngài tịnh sự, và chúng tôi hồi còn nhỏ chúng tôi cảm nhận được một điều, đó là cô Bảy rất là thương kính, rất là quý ngài tịnh sự. Và do cái quý cái kính ngài tịnh sự đó, đôi khi cô bị ngài tịnh sự ngài la hay hoặc giả là ngài dạy hay khó hiểu, thì cô dễ dàng để cô vượt qua lắm. Còn những cái người mà không có thương kính vị thầy á, thì nhiều khi có đụng chạm chút xíu thôi cũng đã phiền não, và thậm chí quay lưng lại để công kích, đả kích vị thầy. Và thường thường những người như vậy đó thì rất là khó để học. Và chúng tôi nhớ trong cuộc đời của mình đã đi, dù là chúng tôi học với ngài Ajahn Chah hay là ngài Hòa Thượng Hộ Giác, ngài Tịnh Sự, Hòa Thượng Minh Châu, thì ngài Bà Dứt Tô, ngài Tăng Bưu luôn cũng vậy, những vị thầy mà chúng tôi học đó. Và chúng tôi nhớ rằng có lẽ là do cái lòng thương kính của mình đối với các vị đó, tại mình học nó thoải mái lắm. Hồi nhỏ trong ca dao chúng ta có câu là qua sông thì mượn phù kiều, và muốn con học giỏi phải yêu kính thầy. Cái câu đó nghe nó đơn sơ lắm, nhưng mà ở trên thực tế thì nó có một cái tác động tâm lý rất là lớn.
chúng ta tưởng tượng coi tỳ kheo như Phật A Lý ở gần Đức Phật. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ gặp Đức Phật không, chúng ta hoan hỷ lắm. Dạ. Ở gần Đức Phật mà mình đọc kinh mình thấy Đức Phật ngài bi bẩn như vậy, ngài là bị đại giác như vậy, mà ngài chỉ giác một chuyện thôi là hãy tu như vậy, nhưng mà Bạch Đức Sơn con không làm được chuyện đó. Thì ở đây nó không phải là vấn đề giới luật, ở đây nó cũng phải là vấn đề phải trèo non, phải vượt suối trèo non, hay là phải làm những khó khăn gì. Đơn giản là ở đó có vấn đề là vị tỳ kheo này có đủ cái sự thương kính đối với Đức Phật không. Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh của bảy cái bậc thánh, bảy bậc thánh mà ngài nói rằng Phật Đại Lý có nghĩ rằng nếu mà Như Lai bảo những vị đó đó mà nằm làm cái cầu ở đi ngang bốn bùng mà trải thân để Như Lai bước ngang, vị đó có nằm không? Thì Phật Đại Lý trả lời dạ có. Dạ, các vị không vừa nói không với Đức Phật, dĩ nhiên Đức Phật không làm như vậy. Nhưng mà nếu một người mà đủ thương, đủ kính Đức Phật mà sẽ nằm trải thân như Đức Phật đi qua đó, thì thưa quý vị, Đức Phật nói rằng các con hãy làm như vậy thì chắc chắn là tu tập đi. Bởi vì ở đây ngày nay chúng ta học thì đặc biệt là trong thời đại ngày hôm nay đó, người học trò thiếu đi một cái sự hàm dưỡng rất là quan trọng, đó là một cái tấm lòng thương kính với vị thầy. Đa phần đó là ngày nay người ta học giống như mình vô trong lớp, cũng thầy dạy đi về mà thậm chí cho điểm thấp còn chửi. Tôi nghe nói ở Việt Nam có nhiều khi học trò được bị điểm thấp còn đánh này nữa. Nhưng mà cái đó nó mấy người nào mà như vậy học dốt, chứ phải nói như vậy. Chứ tôi chưa thấy ai mà học mà coi thường thầy hay bất kính vì thầy mà học mà khá. Dạ, bởi vì cái tấm lòng rất là quan trọng. Nên chi ở trong bài học này đó, Đức Phật ngài gợi ra rất nhiều cái thí dụ và qua đó cho thấy rằng cái thái độ cầu học đó giúp chúng ta có một cái lực đẩy đi tới, có một sự khích lệ. Và nếu chúng ta đủ thương đủ kính thầy thì mình làm mình không có cảm thấy khó khăn. Thật ra mà nói đó thì thưa quý vị, trong đời chúng ta có nhiều việc mình làm là do mình tự muốn mà làm, nhưng cũng nhiều làm người việc mình làm là do mình thương người khác mình làm. Chúng tôi nhớ rằng có người nói với chúng tôi rằng có những việc không bao giờ mà nghĩ có thể làm được hết, nhưng mà có con là thương con quá làm, nó làm cho mình học nhẫn nại. Có những người nghĩ là không chịu cực được, nhưng mà gặp một người đàn nam hay người nữ mà mình thương, mình muốn người làm bạn đời, thì mình có thể làm những việc rất là cực cho người đó, mình cũng làm được. Rồi cũng có những người bình thường làm siêng là không có siêng, lười, rất là lười, nhưng mà gặp vị thầy rất là quý kính ông thầy tự nhiên ráng học. Và cái đó có thì không phải không có, mà những cái tấm gương đó nó là những cái gì mà khiến cho chúng ta nên học đối với cái đời sống tinh thần. Của đời sống tinh thần nó có những cái chất liệu mà chúng ta không ngờ được, nhưng mà nó lại quan trọng lắm. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trưng chư tăng đã vào rung để thuyết giảng đến lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đó đem lại an lạc trong đời sống và hướng dẫn đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các thành phần trong lớp học hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn.
chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì xin nhờ cô Nhật Quỳnh để kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn. Yeah.